Vâng, xin chào tất cả mọi người và xin chào bà con nhé. Thì ngày hôm nay cởi về các em lại giới thiệu cho mọi người một lô máy sới đất cào cào mili này mọi người này. Hôm nay hàng về rất nhiều mà toàn hàng khủng các bác nhá. Toàn trên 4 mili hết cho các bác luôn. Và giới thiệu cho các bác là có máy cắt cỏ đẩy này của JUB này và một chiếc bình xịt thuốc của Kibrit cho các bác nhá. Cửa hàng bên em thì chuyên cung cấp về tất cả các dòng máy bãi. Bác nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em. Số điện thoại cửa hàng em là 0961350530. Thì các bác có thể liên kết với Zalo. Em sẽ test máy thử máy qua Zalo và giao tư vấn cho các bác lựa chọn một sản phẩm nào đó phù hợp với công việc này, thứ hai phù hợp giá tiền các bác nhá. Rồi, sau đây thì em sẽ chi tiết từng sản phẩm ngày hôm nay một các bác nhá. Hôm nay xếp giá tiền nó hơi lộn xộn thì các bác thông cảm. Ok, em đầu tiên ngày hôm nay đó là một em đến thương hiệu là của Zelot Komatsu các bác nhá. Em này thì trọng lượng là 19 kg này các bác này. Đấy, dàn sới thì là hai bên, cả hai bên này là giới khoảng 40 phân cho các bác nhá. Máy thì đã sới ngon lành cành đào cho các bác rồi, máy giật lổ ok hết nhá. Đấy, em này thì có trục giật trợ lực này. Động cơ công suất của em này là 42cc, lòng của nó là lòng 40mm các bác nhá. Trục giật trợ lực này các bác lớn tuổi hay chị em muốn ở nhà xài đều giật máy này, giật nhẹ nhàng cái máy lổ các bác nhá. Đấy, máy rất là cao luôn, có hệ thống điều chỉnh cao thấp cho các bác luôn này. Đấy, công tắc này đầy đủ cho các bác nhá. Đấy. Máy thì các bác được nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng, test hàng, thử hàng, cảm thấy thì ok thanh toán nhá. Có bánh xe đằng sau này. Đấy. Rồi, hôm nay em giới thiệu sơ qua từng chiếc máy một, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ giúp em. Em đầu tiên ngày hôm nay giá của nó là 3.800.000, nó là một em Komatsu 42cc. Rồi, đến em số 2 ngày hôm nay, một em đến thương hiệu Talaka Make in Japan cho các bác nhá. Em này động cơ của nó là 42.000 nha các bác nhá. Em này là 42cc đấy. Đấy, 42cc, lòng của nó lòng cực kỳ lớn luôn, lòng 40mm các bác nhá. Hàng này thì cực kỳ trâu bò luôn cho các bác rồi. Đấy, bạn nào thích chốt dòng Talaka này thì em này thì thuộc hàng siêu khủng các bác nhá. Những cái dòng máy sới này thì các bác không xài thì dòng sới nữa. Đấy, trong công việc gia đình mà chúng bác mua thì những chiếc máy sới này em có bán kèm tặng thèm cho các bác là mà đầu bơm nước và máy cần cắt cỏ nhá. Đấy, thì một chiếc đầu máy này các bác dùng được 3 việc, vừa bơm nước, vừa sới đất, vừa cắt cỏ này các bác này. Đấy, dàn sới thì cũng còn khá là ok đẹp cho các bác nhá. Giá của em này là 3.700.000 các bác nhá. 3.700.000 em Talaka 4200. Tiếp theo ngày hôm nay đó là một em lấy thương hiệu là Mitsubishi TL33 các bác nhá. Em Mitsubishi TL33 này. Em này thì mà em sẽ lên các bác nào lấy luôn bộ khung này cũng được, hoặc là em sẽ lên cho bác một bộ khung vàng nhá. Đấy, cũng khá là mới cho các bác, một khung vàng thì mới cứng cho các bác luôn. Mitsubishi TL33 33cc, lòng 37mm. Đấy, dàn sới keng sơ beng đầy đủ hết từ A đến Z cho bác. Giá của em này là 3 triệu các bác nhá. Giá em này là 3 triệu này. Dàn sới lưỡi sới còn cực kỳ dày và đẹp nha các bác nhá. Lưỡi sới 20x20 40cm. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay đó là một em của Kawasaki TH34 các bác nhá. Đây. Đó, các bác nhìn này, đây TH34 này. Đó, TH34. Dàn sới thì lưỡi sới cũng còn cực kỳ dày và to các bác nhá, cực kỳ dày. Nhưng mà chủ yếu là dòng máy sới này thì nó không cần, nó hơi gì gì xét thì nó không quan trọng. Quan trọng là cái dàn sới này, cái lưỡi sới này của nó thì dày to nên các bác xài được lâu, bền hơn. Đấy. Đây, em này thì nó đang bị gãy cổ chế nên là tí nữa em sẽ lắp cái cổ chế khác vào cho các bác. Đấy, Make in Japan này các bác này. Đấy. Japan này, Make in Japan này các bác này, Kawasaki TH34. Rồi, em này thì giá cho ngày hôm nay để cho các bác giá là 3 triệu các bác nhá. 3 triệu bao ship tận nơi cho các bác, nhận máy kiểm tra test hàng cảm thấy ok thanh toán này. Rồi, đến một em hàng cực khủng nữa các bác nhá. Em này là một em Zelot Komatsu. Đấy, Zelot Komatsu, thằng JUB nó hay dán vào đây. Còn máy thì máy của Zelot Komatsu các bác nhá. Komatsu 45 đấy các bác ạ. Em này là 45cc đấy các bác nhá. 45cc thuộc top những hàng đầu máy cực khủng luôn. Đấy, các bác Tây Nguyên thì rất là thích cái dòng đầu máy như này. Đấy, các bác mua về vừa sới này, hai bác tháo ra cắt cỏ thì siêu siêu khủng rồi. Đấy, một em Komatsu quá VIP cho các bác luôn. Đấy, dàn sới này, lưỡi sới này, keng đét cho các bác luôn. Em này thì chạy thì hết nước chấm các bác nhá. Cực kỳ khỏe cho các bác luôn. Các bác về cắt cỏ hay bơm nước hay là sới đất, siêu đẹp luôn. Dòng máy này thì phù hợp cho các bác là làm ở những cái địa hình như nhỏ, đấy, gọn thì một số những dòng máy lớn nó không vào các bác xài cái dòng máy này. Hay là chị em phụ nữ mình không điều chỉnh được những cái chiếc dòng máy lớn, máy to thì mình xài những cái chiếc máy như này làm vườn trồng rau. Đấy, rất là ok và thuận tiện các bác nhá. Ok, em này thì để cho bác giá là 4 triệu các bác nhá. 4 triệu chiếc Komatsu 4500 này. Cuối cùng ngày hôm nay đó là một em vẫn của thương hiệu Komatsu các bác nhá. Đấy, Komatsu 45 nữa đây. Đấy, hàng này thì Komatsu đời mới cho các bác luôn, siêu VIP cho các bác luôn. Khỏe lắm, toàn những em trâu bò húc luôn các bác.
Đấy, dàn sới, lưỡi sới này hay là mọi cái còn khá keng sờ beng cho bác luôn. Dòng máy lổ hay cắt cỏ hay là sới đất, nói chung là toàn hàng khủng cho bác. Đầu máy, những cái chiếc đầu máy này cực kỳ giá trị rồi các bác nhé. Đấy, những chiếc đầu máy này kéo này đã cực kỳ giá trị cho các bác luôn này. Đấy, đây cái bô này, tôi nhìn quả bô này cực kỳ khủng cho bác luôn. Càng đét cho bác nhá. Rồi, em này thì để cho bác giá là 4.200.000 các bác nhá. 4.200.000, Kobatsu 45 hàng siêu lớn cho bác luôn, lòng 40 ly. Có khi con này lòng lớn hơn các bác ạ, vì công suất của nó lên tới là 45cc cơ. Với lòng hơn 40 ly các bác nhá. Lòng hơn 40 ly cho các bác. Đấy, em này bán cho bác là 4.200.000, bao ship tận nơi cho các bác. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay, đấy là hết dàn sới. Thì sau đây em giới thiệu cho bác một chiếc bình xịt thuốc. Thì bình xịt thuốc này thiết kế của nó thì nó cũng, người nhà thiết kế thì nó hơi lằng ngoằng một chút. Đây là hệ thống ga này các bác này. Hệ thống ga này, dây da này. Đấy. Em này thì em sẽ tặng kèm cho các bác thêm một bộ quận dây dùng gồm 30m nữa nhá. Tặng các bác một quận dây 30m nữa. Thì em này, chỗ này là cái chỗ để cái hình như là một chiếc rido, cái để quận dây ở trên này đấy các bác ạ. Đấy, nhưng mà nó bị tháo ra hay là zin nguyên bản như này thì em không biết nữa. Đấy. Thì em thấy thường thường cái dòng máy này thì nó hay bị quấn vào cổ máy như này. Đấy, nó quấn vào cổ máy đây này, chỗ để quấn dây vào đây. Thì em sẽ tặng kèm cho bác thêm một quận dây 30m nữa các bác nhá. Bình này của nó là bình bình 25 lít. Bình của nó là bình 25 lít này. Xe đẩy 3 bánh xe này, động cơ của Kimurit nhá. Chụp giật trợ lực các bác luôn, động cơ 26cc, lòng 34 ly. Giá em này tặng kèm đầy đủ cho các bác, giá là 3.500.000. Rồi, đến em cuối cùng ngày hôm nay, đó là một em máy cắt cỏ đẩy. Rất là nhiều các bác hỏi em về dòng máy cắt cỏ đẩy, thì hôm nay em giới thiệu cho bác một dòng cắt cỏ đẩy của ZUB Yamaha nha các bác nha. Yamaha cho các bác này. Bảng thông số ở đây nha các bác nha. Đấy, đây. Bảng thông số ở đây này đầy đủ hết cho các bác luôn nha. Đó, Yamaha. Dòng này thì độ mới của nó là trên 95% cho các bác nha. Trên 95%. Đấy. Dây giật tận trên này này. Đấy, và hệ thống công tắc và dây ga điều chỉnh ở đây nha các bác nha. Đấy, máy thì đã giọt lỗ ok hết rồi. Rồi, em này thì để cho bác giá là 2.600.000 các bác nhá. 2.600.000 bác ạ. Xin lỗi các bác, 2.800.000. Bác nào có nhu cầu quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ số điện thoại 0961350510. Các bác có nhu cầu quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ qua giúp em qua Zalo, em sẽ test máy thử máy qua Zalo và lựa chọn các bác sản phẩm phù hợp nhất. Thì sau đây em xin phép là cũng hơi muộn rồi nên là quay video này hơi tối, các bác thông cảm giúp em. Các bác, sau đây em xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người theo dõi video và hẹn mọi người trong video tiếp theo.